Đấy chưa, mình thấy hồ trước đây đẹp không? Thì công nhận là đẹp. Mà trời ơi, thiếu gì chỗ mà cứ đi xích đích lên đây chứ gì trời. Trời ơi, tao muốn làm cho mày một điều rất là bất ngờ. Hôm nay là ngày là mày phải nghe lời tao. Bây giờ mày nhắm mắt lại. Rồi. Đi từ từ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rưỡi, 10. Mở mắt ra. Trời ơi, bất ngờ quá. Sinh nhật của mày mà dạo này thấy mày thay đổi thế không? Mày thích là nhẹ nhàng, riêng tư đấy. Mà sau này mày thay đổi tâm tính, mày hào phóng ngang vậy trời. Mày khùng hả trời đất ơi, thì bây giờ mày thay đổi, tao mày thay đổi chứ. Đừng cho nó mới thích hợp. Trời đất. Ở đâu ra vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Thôi, không vậy. Hey. Sơn nữ hả? Sơn nữ tới đây. Hôm nay sinh nhật người ta, tại sao sơn nữ? Phóng ra phóng vào, phóng ra phóng vào. Trời ơi. Ủa, xinh quá vậy. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, trời ơi. Hello. Trời ơi. Chào sơn nữ. Chào, chào, chào anh Hưng. Ngoại, trời, sao có mặt ở đây vậy? Trời, sao có mặt ở trong rừng mà còn có bánh kem nữa? Tôi xin giải thích. Giải thích đi. Kính thưa quý vị, tháng 10 là tháng sinh nhật của bản thân tôi. Cho nên tôi quyết định bỏ một ít nhân lượng tổ chức một buổi sinh nhật chỉ cần hai đứa mà thôi. Nhưng mà lỡ dại bánh kem to quá. Vậy nè, bây giờ ở đây có con để ăn phụ. Có đâu nổi không đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Trời ơi, đâu đây? Xin salon manga hôm nay đi Kutu Marakatua. À không, em đây người Việt Nam hết á, nói chuyện Việt Nam đi. Gì vậy? Với cái ngôn ngữ mà mình không hiểu được á thì để chuyên gia ngôn ngữ nói. Chị Google ơi. Chị đây. Chị có thể nào làm sao để cho hai người này họ nói được tiếng Việt được không? Em hãy nhìn ra sau lưng. À, rồi rồi em thấy rồi. Mò trong đó đi em. Google phải dùng từ thì ghê quá, mò. Than ngoại. Mà phải đọc thần chú chứ. Thôi nó làm cho. Vũ Hà không có đi. Thành công liền. À, hiểu thì hiểu rồi. Đây là lá ngón, lá ngón. Trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi. Tao không hiểu gì nhưng tao cũng biết cái đó đọc nha. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chết rồi. No it y. Đây là lá chuyển ngữ. Khi mà ăn vào mỗi đứa ba lá. Doraemon sau này giao diện la he. Ê rồi. Ăn đi hai. Bỏ vô nha vô. Ăn, ăn, ăn. À, rồi. Ôi. Bà đó bà, tôi nói được rồi, đây bà đó bà. Chết rồi, chưa 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 đó rồi, có tiếng gần gần, có tiếng rồi. Nói nè, nói nè, hey nè, hey. Xin chào đi, xin chào, xin hello. Oh, nó em nói tiếng Việt. Xin chào. Xin tự giới thiệu, đây là chồng em. Con vợ của ta đây rồi, ngày hôm nay ta sẽ bắt con vợ này về làm vợ của ta suốt đời. Hả? Cái gì vậy? Alo, 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 alo. Ở trên cái chỗ của ta mới có cái tục là bắt vợ, hiểu không? Ta đã đi xuống đây để đi khám phá cái miền rừng núi khác mà tự nhiên cũng bị bắt vợ, đó là sao vậy? Oh no no, cái đó người ta gọi là giao lưu văn hóa. Ta ở Tây Nguyên nhưng ta học văn hóa Tây Bắc, ta đi bắt vợ bình thường. Thôi mà tự nhiên cái hả, mới gặp nhau cái đời cuối người ta. Bởi vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à alo. Cũng định số lôi vô cùng với trai bán nhưng mà thôi. Nhưng mà trước tiên phải biết tên tuổi của nhau chứ. Ta tên là Long Chun. Ấy, Long Chun hả? Là phải cái người Long Chun mà làm cái tóc dơ không? Tóc dơ không?
không có dơ nha. Không dơ. Nói dơ tôi đăng keo mau ha. Xanh xe nha, tích cực nha. À. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ta thể hiện tài năng của ta nha. Ờ. À. À à à à. Ta được xa đang he. À. Trời ơi, những đường nhảy thật là đàn ông chứ. Đàn ông chưa? Yeah. Mê ta chưa? Theo ta đi. Bây giờ, lên lên một con ta đi. Gu chồng bây giờ đặt cặp lạ á. Cơn chồng này là chồng lên nhau đó. Chồng mới cấp động hơn vợ luôn. Lạ chứ nhưng mà hợp. Đẹp đôi luôn. Rồi bây giờ trời ơi, đủ người rồi, 5 người rồi. Giải quyết cái bánh kem được rồi. Phụ phụ nè, ngựng tay chân. Thượng lên. Rồi, 1, 2, ba lên cho em ơi. Rồi hai ba. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chết người luôn kìa. Ê, tại sao dột vậy? Ê, không, để chị lụm lại nè. Bây giờ ăn nha. Ai ăn nhiều, được được nhiều hay nhiều. Rồi, 1, 2, 3. Đó. Tưởng đâu có bánh kem gì đâu mà da nhách. Trời, thôi bây giờ nè, mình gặp nhau giữa núi rừng như thế này vui quá vui. Bây giờ mình phải chơi game đi. Chơi game đi, trời ơi, đã tới đại chiến ẩm thực là phải chơi game, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng đầu tiên là cái gì? Chia đội. Là hai vợ chồng em á là một đội. Hả? Hai vợ chồng em á là phải cưa đôi. Cách đôi nỗi sầu, anh bưng tay cách đôi nỗi sầu. Trời ơi, cái này làm đôi. Giờ chồng anh đôi nè, anh này đội riêng nè, thấy không? Đôi này hay thua là đội thắng hoài nè. Rồi bây giờ hỏi nè, gái, trong hai người này em muốn chia đội ai? Rồi hết giờ em chia đội của ngoài Vũ Hà. Rồi. Ủa là chưa chưa? Chương trình quy định vậy đó em. Ủa vậy hả? Trời, cái này giống như cái lễ trao giải quá ha. Hậu hay đi với lại em đi. Thè 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 thè. Ôi. Nhằm cũng có hàm hương này bé. Thì thương cho vợ em qua bên đội đó, kiểu nhiều khi nó ồn á. Nè cái thằng kia, đừng có nói xấu vợ. Đúng rồi em, thái độ vậy là tốt. Má mày, má mày, má mày. Cái gì? Má bắt chạy được. Kêu đó là mẹ mày. Mẹ mày. Ờ. Trời mẹ mày xinh đẹp. Mẹ mày xinh đẹp. Ok. Mẹ tao cũng vậy. Ok. Gọi là tụi này nó chửi lộn nặng chưa trời. Đâu, cái là khen nói chuyện bình thường nữa. Bình thường đó có chửi lộn đâu. Má mày đẹp ghê. Mày má quỷ cái này đẹp ghê. Ủa, mẹ quỷ cái vậy là hổn á. Quỷ cái là hổn đó. Ừ, quỷ cái vậy là hổn. Không nữa. Rồi, cái thưa của mọi người. Vậy thì chúng ta đã có được hai đội chơi. Đây, ngoại Vũ Hà và bé à lôi. Nếu mà kêu mà tên là thân mật á thì gà lôi. Gà lôi rồi. Ở đây là anh Đàm Vĩnh Hưng. Dạ, thau nước. Cái gì vậy? Cái gia đình em làm súc vật đó. Long chua nhỏ tay như vậy ơi. Và bây giờ xin mời hai đội chơi chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên của chương trình đại chiến ẩm thực. Dạ.